Hello, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của Trang Trí Nội Thất 3D. Rất vui lại được gặp lại mọi người trong video này. Hiện tại thì mình đang có mặt tại nhà anh Toàn, có địa chỉ tại ngõ 193 Văn Cao, thành phố Hải Phòng. Và hôm nay bên mình đến để bàn giao cho anh Toàn một cái không gian phòng khách sau 3 ngày thi công, thì cho lên những cái vẻ đẹp như trên video anh chị và các bạn đang xem. Và nếu như anh chị nào mà đang cần tìm những cái mẫu mã mới nhất cho cái không gian phòng khách của gia đình mình để tân trang lại kịp đón Tết, thì đây là một video rất là bổ ích. Chính vì vậy anh chị không nên bỏ qua video này, và hãy xem hết video này để có thể có những cái nhìn tổng quan hơn về sản phẩm, để có thể áp dụng ngay những sản phẩm mới và chất lượng này cho không gian gia đình mình. Như trên video anh chị đang xem là quá trình bên em sử dụng nhựa ốp tường vân đá PVC kết hợp là nhựa ceramic và lam sóng để tạo ra điểm nhấn cho bức vách TV. Đấy, rất là đẹp luôn anh chị ạ. Sản phẩm này thì đã được gia chủ chọn lựa, nó rất là kỹ càng và phối hợp những cái tông màu nó rất là nổi bật để tạo điểm nhấn cho không gian phòng khách. Đấy, đây là một bức vách ceramic, nhựa phủ ceramic kết hợp là tấm ốp lam sóng anh chị nhá. Tạo điểm nhấn cho một cái không gian phòng khách rất là sang trọng và lịch sự. Còn đây là tấm nhựa ốp tường vân đá PVC, và đây là quá trình bên em thi công vừa xong và bàn giao cho gia chủ. Đấy, rất là đẹp luôn anh chị ạ. Đấy, đây là một mẫu phòng khách nó rất là sang trọng luôn. Anh chị nào mà đang quá trình tìm hiểu sản phẩm này mà gặp được phải video này em chia sẻ mà thấy thực sự hữu ích đến anh chị, thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn và mới nhất bên em đăng tải lên kênh hàng ngày. Đấy, và cảm nhận của chủ nhà thì bên em có để phần cuối của video này. Anh chị hãy xem hết video này để có những cái nhìn tổng quan hơn về đơn vị cũng như kỹ thuật thi công của sản phẩm này cho cái không gian phòng khách. Đấy, trước kia thì gia chủ đã tìm rất là nhiều đơn vị đến khảo sát nhưng vẫn không vừa lòng. Và khi Trang Trí Nội Thất 3D đến tư vấn và khảo sát cho anh Toàn, thì anh chị đã đồng ý và chốt ngay phương án làm việc với bên Trang Trí Nội Thất 3D. Rất là đẹp luôn anh chị nhá. Đấy, rất là sang trọng luôn anh chị này. Đấy. Và đây là cô chủ nhà này. Đấy, anh chị hãy cùng xem nhận xét và đánh giá của cô chủ nhà trong quá trình bên Trang Trí Nội Thất 3D thi công cho gia chủ anh chị nhá. Cô chủ nhà năm nay gần 80 tuổi và đã thấy Trang Trí Nội Thất 3D trên kênh YouTube, đúng không bà nhỉ? Đúng rồi, đúng không? Bà xem trên mạng. Đấy, bà có thể cho vài cảm nhận về công ty cháu được không ạ? Đúng rồi. Vâng, cảm nhận làm ăn nó có đàng hoàng chuyên nghiệp không bà? Ừ, chuyên nghiệp đó. Quá chuyên nghiệp luôn. Bà trên mạng bà thấy bà hỏi anh Toàn làm. Ok, đấy, đây là bà đã nhìn thấy bên mình trên mạng, thấy sự uy tín và đã gọi bên mình đến làm. Vách TV phủ. Ok, và đó là những cái nhận xét đánh giá rất là trung thực, rất là chân thành của chủ nhà đến với Trang Trí Nội Thất 3D. Và nếu như anh chị nào mà có niềm tin đến Trang Trí Nội Thất 3D thì hãy để cho bên Trang Trí Nội Thất 3D một lần thử sức với gia đình anh chị và các bạn, để có thêm những sản phẩm mới đẹp và long lanh như trên video anh chị và các bạn đang xem. Đấy. Và hiện tại thì bên mình đang thi công cái không gian, đang cải tạo không gian này tại ngõ 193 Văn Cao, thành phố Hải Phòng, tại nhà anh Toàn. Đấy. Đấy, anh chị có thể nhìn lại một lần nữa, rất là sang trọng luôn anh chị nhá. Và đây là khu bếp. Toàn bộ không gian thì được sử dụng nhựa ốp tường vân đá PVC kết hợp là những cái mã màu rất là sáng cho không gian phòng khách. Đi kèm là một bức vách TV siêu sang trọng như trên video. Và nếu như anh chị nào mà đang trong quá trình tìm hiểu những sản phẩm này mà chưa tìm ra được đơn vị phân phối cũng như thi công uy tín và chuyên nghiệp, liên hệ ngay đến hotline 0972 584 331 để được bên em tư vấn chi tiết hơn về sản phẩm. Và hãy nhớ nhấn nút đăng ký và bấm chuông để theo dõi nhiều video hay hơn và mới nhất. Và một lần nữa em xin chúc tất cả anh chị và bạn có phút giây xem video thư giãn và vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Xin chào.